Bộ phim kinh dị mới nhất ra mắt năm 2023 được nghệ sĩ ưu tú Thúy Hạnh mất 7 năm để tạo ra. Doanh thu phòng vé tuần đầu tiên vượt 24,8 tỷ, trở thành bộ phim kinh dị có doanh thu cao nhất trong năm tại Việt Nam. Được rồi, nói nhiều quá rồi, hãy cùng xem bộ phim dưới đây nhé. Nhắc nhở tốt bụng, đừng tác bạn thù địch vào nhé, cũng đừng kỳ vọng quá cao. Đối với những cựu chiến binh đã xem vô số phim kinh dị, nó cùng lắm cũng chỉ tầm tầm thôi. Nữ chính A Phương cùng em gái tới bệnh viện phá thai, thấy bác sĩ lấy ra một khối máu, cô chỉ cảm thấy bụng mình quặn lên, lao thẳng ra khỏi phòng mổ, chạy ra sau cầu thang, tiếng hét thảm thiết của em gái nghe rõ mồn một, khiến cô nhất thời hoảng loạn. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng trẻ con khóc vang khắp tứ phía, lúc này cô vẫn chưa nhận ra, điều đáng sợ chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi trở về nhà, bà bảo mẫu đang cúng lễ trong sân, đột nhiên một người phụ nữ mặc đồ trắng xuất hiện bên cạnh, khiến bà giật mình. Nhìn kỹ hơn thấy đó là A Phương mặc đồ trắng, A Phương bảo bà vứt mấy thứ này đi ngay, cô không tin bất kỳ thứ gì cả, người bà mẫu vẫn ở đó làm nhảm. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, chiếc ghế bập bênh bên cạnh bắt đầu rung chuyển. Thấy vậy, bảo mẫu vội vàng quỳ xuống cầu nguyện, không ngờ chiếc ghế bập bênh thực sự đã dừng lại. Bảo mẫu ngơ ngác, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Nhưng A Phương bảo bà đừng tin ma quỷ gì cả, chỉ là một cơn gió thôi. A Phương đã kết hôn được 4 năm, chồng là anh Đông rất yêu thương cô. Ngày tháng trôi qua cũng có thể xem là hạnh phúc viên mãn. Chuyện đáng buồn duy nhất đó là kết hôn lâu mà vẫn chưa có con. Bảo mẫu ở một bên không thể kìm lòng nổi, trong bữa ăn cứ nghĩ mãi, giá như có thể có một đứa con là đầy đủ rồi. Bầu không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo. Sau khi nhận ra những gì mình vừa nói, bảo mẫu lại đâm thêm nhát dao nữa, bày tỏ sự tiếc nuối rằng người cần không có, người không cần còn đến bệnh viện phá thai. Nghe xong, A Phương không khỏi nghĩ đến em gái. Trong phút lơ đánh, rượu đổ vào người. Khi vào phòng vệ sinh lau rửa, cô chợt thấy có ai đó thoáng qua sau mình, nhưng sau khi đuổi ra ngoài lại không thấy có gì khác thường. Cô đang định đóng cửa sổ lại, trong phòng vang lên tiếng cười của trẻ con. Còn có tiếng trẻ con gọi mẹ đến đây ôm con một cái. Cô run rẩy bước tới xem, thấy một con búp bê nằm trên ghế. Trong lúc cô không hiểu chuyện gì cầm con búp bê lên, anh Đông đến gần và nói đây là món quà dành cho cô. Ngày hôm sau cô đến thăm em gái, phát hiện ra cô ấy biến nhà mình thành điện thờ, còn không ngừng đốt giấy tiền cho đứa trẻ bị phá thai. A Phương còn khuyên cô ấy, một đứa trẻ 4 tuần tuổi không thể cảm nhận được gì. Hơn nữa, em vẫn còn là sinh viên, không thể nuôi nó. Nhưng em gái không chịu nghe, không ngừng nói mình đã giết đứa trẻ. A Phương trong lúc tức giận làm đổ chậu đốt. Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, bàn thờ bên cạnh rơi xuống đất. Cô lo lắng lái xe về nhà, một bóng ma đột nhiên xuất hiện trong gương chiếu hậu. Cô sợ hãi phanh gấp nhìn lại, nhưng rõ ràng là không có gì. Ban đêm khi ngủ, A Phương thấy có một cô bé cứ kéo mình. Mở mắt ra nhìn, một con quái vật lao về phía cô. Cô sợ hãi ôm đầu hét lên, cho đến khi anh Đông lay cô dậy khỏi giấc mơ. Khi tỉnh lại, cô thấy con búp bê ngồi lặng lẽ bên gối. A Phương không còn do dự nữa, ném thẳng con búp bê vào thùng rác. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Đêm đó, bảo mẫu bị đánh thức bởi tiếng đàn piano. Bà đến phòng lớn để kiểm tra. Một bóng đen vụt qua phía sau. Ban đầu bà định đi theo anh để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng vì quá sợ hãi, sau khi đi được vài bước liền bỏ cuộc quay lại ngủ tiếp. Nhưng hồn ma không có ý định buông tha. Bảo mẫu kể cho A Phương chuyện đã xảy ra với mình, cảm thấy trong nhà hình như có thứ gì đó không sạch sẽ. A Phương lúc đầu không tin điều, cho đến khi cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Lúc này cô có chút hoảng sợ, tìm tới một ông đồng ở địa phương. Đối phương nói vì cô đưa em gái đi phá thai, đứa trẻ đó mất đi ôm hận thù trong lòng, thế là cứ bám theo cô. A Phương bỏ rất nhiều tiền mua một chiếc bùa hộ mệnh. Theo chỉ dẫn của ông đồng, cô dán nó ở cửa. Tối hôm đó mọi chuyện đều ổn. Qua vài ngày, A Phương bắt đầu thích ăn đồ chua, cân nặng cũng tăng lên đáng kể. Bảo mẫu nghi ngờ cô có thai, đến bệnh viện kiểm tra quả nhiên đã có thai 7 tuần rồi. Điều này khiến hai vợ chồng rất hạnh phúc. Khi trang trí phòng bé, anh Đông nhìn thấy tấm bùa trên tường, tiện tay xé nó ra, mang đến công ty nghiên cứu mới biết bùa hộ mệnh có tác dụng xua đuổi những linh hồn chưa sinh ra. Điều này khiến anh bối rối. Chẳng lẽ vợ không muốn có con? A Phương ở phía bên kia đang chơi piano, đột nhiên nghe thấy tiếng cười trẻ con trên lầu. Cô lần theo tiếng cười bước lên cầu thang, chỉ thấy căn phòng mới được trang trí rất bừa bộn, đồ chơi vương vãi khắp sàn nhà, cái nôi bên cạnh bắt đầu tự đung đưa. Đến khi cô giữ lại, có một tiếng động khác phát ra từ tủ phía sau. Cô run rẩy mở cửa tủ ra, nhìn thấy con búp bê bị bỏ rơi đang ở đó. Lúc này, một con quỷ nhỏ lao ra khỏi tủ, liều mạng chui vào cơ thể cô. A Phương tỉnh dậy sau giấc mơ hét lên, sau đó cô lao ngay vào phòng em bé. Mở tủ thấy con búp bê quả nhiên ở bên trong. Đúng lúc cô suy sụp, bảo mẫu giải thích rằng mình đã nhặt nó về, vứt đi thì tiếc quá. A Phương hoàn toàn cạn lời, ai bảo bà ấy là họ hàng nhà mình chứ. Ngày hôm sau, anh Đông lấy lá bùa ra tra hỏi vợ. A Phương lúng túng không giải thích rõ ràng, sau nhiều lần gặng hỏi mới thú nhận việc đưa em gái đi phá thai. Sau khi biết được sự thật, anh Đông rất tức giận, nghĩ rằng cô đã giết hại chết một sinh mạng. A Phương tuyệt vọng lại tìm đến ông đồng. Đối phương nói con quỷ nhỏ đã đầu thai vào bụng cô, chắc chắn sẽ khiến gia đình tan nát. Sau một thời gian dài đắn đo, cô quyết định bỏ đứa con. Lúc này một người phụ nữ bước tới, nói mình là viện trưởng của trại trẻ mồ côi, khuyên cô đừng bỏ đứa trẻ. Nếu không được, trại trẻ mồ côi có thể nhận nuôi.
A Phương không muốn để ý tới bà ấy, nhưng đối phương lại lấy ra một chiếc túi nhựa, bên trong là những thai nhi vừa bị bỏ đi. A Phương nôn ọe sau khi nhìn thấy, vội vã rời khỏi bệnh viện. Về nhà cô lên mạng tra cứu trại trẻ mồ côi đó, phát hiện bà ấy thực sự đã giải cứu nhiều trẻ em bị bỏ rơi. Cô nhất thời kích động, anh Đông lúc này cũng đến xin lỗi cô, cặp đôi lại hòa hợp như trước. Ngày hôm sau có tin tức trên TV, ông Đồng bị cảnh sát bắt vì lừa đảo. A Phương chợt nhận ra rằng đã đến lúc phải gặp em gái mình. Hai người lập bài vị cho đứa trẻ bị phá thai trong chùa, chân thành cầu xin nó tha thứ. Đồng thời, A Phương cũng quyết định sinh con, khi bào thai lớn lên từng ngày. Cả nhà tràn đầy tiếng cười nói, mọi thứ dường như đã là quá khứ. Ngày hôm đó khi đến trung tâm mua sắm, một người quen gọi A Phương lại. Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương, sắc mặt cô chợt thay đổi. Hóa ra họ từng là bạn thân. Một lần ra ngoài chơi, đối phương dẫn theo một nhóm đồng nghiệp nam xa lạ. Mặc dù A Phương có chút miễn cưỡng, nhưng bạn thân nhiều lần năn nỉ, cô cũng bất đắc dĩ ở lại. Không ngờ buổi tối sau khi uống vài ly rượu, một số kẻ lợi dụng cơ hội giở trò cầm thú. Sau đó cô phát hiện mình có thai, vì không biết bố đứa trẻ là ai, đã chọn cách âm thầm phá thai. Ký ức đau thương lại ùa về. Đêm đó cô bắt đầu gặp ác mộng. Khi thức dậy, phần thân dưới đầy máu. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ nói với anh Đông, màng tử cung của A Phương rất mỏng do trước đây từng sảy thai, khả năng cao là không thể giữ được đứa trẻ. Và thai nhi cũng sớm được phát hiện mắc hội chứng đau, dù có sinh ra cũng sẽ là một người dị tật, đề nghị mau chóng làm phẫu thuật dẫn lưu. Trên đường về nhà, A Phương không giấu được nữa, thú nhận mọi chuyện trong quá khứ. Anh Đông nhất quyết đòi bỏ đứa con này, nhưng không nói với cô rằng đứa trẻ bị đau. Trong lúc hai người đang tranh cãi, một chiếc xe ba bánh đi tới. Khi A Phương tỉnh dậy, đứa trẻ đã biến mất. Cô bảo mẫu ngồi trong phòng lớn đang khóc trước ảnh thờ. A Phương cảm thấy mình đã hại chết chồng mình. Những ngày sau đó, cô lúc nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Ngày hôm đó có một cô bé xuất hiện bên cạnh cô. Đối phương dẫn cô đến nghĩa trang của trại trẻ mồ côi, chỉ vào một bia mộ, nhìn ngày ở trên, thì ra là thời gian lúc cô phá thai. A Phương chợt nhận ra đây chính là con gái mình. Ôm lấy cô bé không ngừng xin lỗi. Cô bé nói chiếc hộp lạnh lẽo và tối tăm, hy vọng biết bao được trở thành một đứa trẻ thực sự, cũng rất muốn trở thành con gái của cô. Thật đáng tiếc bây giờ phải rời đi. Nhìn con gái cứ thế biến mất trong vòng tay, A Phương lòng đau như cát. Cô không hề biết, thì ra cô bé luôn ở bên cạnh, rất muốn làm con của cô. Hóa ra là con gái ruột mình. Cô lết thân xác mệt mỏi về nhà, nhưng bất ngờ phát hiện chồng chưa chết. Thấy anh Đông liên tục xin lỗi trước ảnh thờ, tất cả là lỗi của mình không kiềm chế được cơn tức giận, không nên giấu lý do phá thai vì đứa bé mắc chứng đau. Thạch Phương chậm rãi nhìn ảnh thờ, nhận ra đó là ảnh của chính mình. Cô không muốn tin vào sự thật này, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, anh Đông đã đi xuyên qua cơ thể cô. Phần cuối phim, A Phương vẫn không thể chấp nhận sự thật về cái chết của mình. Linh hồn cô quanh quẩn bên mộ con gái rất lâu không chịu đi. Câu chuyện kết thúc ở đây. Nói chung cảm giác kinh dị của phim cũng ổn, nhưng luôn cảm thấy cốt truyện và tam quan khá kỳ. Cụ thể ra sao tôi không thể nói cũng không dám nói linh tinh. Các bạn tự mình đưa ra nhận xét nhé. Nếu thích hãy đăng ký kênh trước khi rời đi. Hẹn gặp lại lần sau.